chắc anh ơi. Và đây là 9 video biến hình thị màu mà khi xem xong bạn chỉ muốn thay thị kính đổ vỏ. Còn thị màu là ai thì nói nôm na là một cái nhân vật ở trong Quan Âm Thị Kính. Với tính cách lẳng lơ vốn sẵn đĩ đợi thì thị màu đã vu khống cho thị kính. Một nữ nhân vì bị vu oan nên phải lên chùa cắt tóc đi tu. Và gần đây thì chị Hòa Minzy từ hội quán Hoa Dâm Bụt đã ra một cái MV với các đoạn drop mà mình nghĩ là cực kỳ phù hợp cho những cái đoạn biến hình mà chúng ta sẽ xem sau đây. Ok, và chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên thì chúng ta xem bản gốc cái nhá. Và chúng ta cùng đến với chị Hòa Minzy từ hội quán Hoa Dâm Bụt ạ. Ơi, em là thị màu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn coi mẹ. Trời ơi chị Hòa ơi, cho em lấy chàng. Kiểu mặt mộc nhìn chị đã thấy xinh. My god mịt. Xem này. Biến hình thế này mới gọi là biến chứ. Ta nói chứ nếu mà thời xưa có TikTok thì thị màu chắc cũng chả phải friend with benefit với thằng Hầu đâu. Đây chứ quả video này 2 triệu tim, 13.000 comment và 4.000 share thì tôi đến chắc cũng ít nhất cũng phải 1.000 người xung phong tình nguyện quỳ trước để mong phục vụ chị. Ôi rồi ôi. Đây là bạn đi xem, sao là bạn tìm lại từ lúc còn 1.4 triệu. Quay luôn bây giờ. Này thầy Tiêu ơi, em là thị màu. Rồi ôi, thị màu nào mà trông cứ như con nở này. Nay phải gọi phèo chứ ai là gọi thầy Tiểu. Oh my god nịt. Em không biết đâu. Ui. Em cứ bắt. Ôi trắng luôn này. Coi mẹ thương cha, anh ba cả làng. Và uốn này cũng lẳng lơ đấy. Xem nào. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khi thị kính bị màu vu oan lại không dám bật rồi. Chứ với cái đôi vai nở rộng kia thử bật xem có lên thác xuống gành với bà không. À thế à. Ái chà. Tôi chưa biết các video sau nào nhưng mà tôi nghĩ là cái video này là một cái video vô cùng nặng ký, bởi vì nó đã thực sự mô tả đúng cái chất của thị màu trong văn học, vô cùng lẳng lơ và cực kỳ đĩ thoã. Tiếp theo là xịn. Ủa sao xin đã tắt bình luận này, chắc mấy ông lại kiểu đem ra so sánh rồi. Ác vãi chưởng. Này thầy Tiêu ơi, em là thị màu. Mấy cái chớp này hay nhở, cái chớp mắt hay nhở. Thị màu này đúng chất ăn chơi luôn. Tóc đỏ rực. Cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang. Tang tình tang tình tình tang. Tình tang tang tình tang tình. Bớt lặng nước coi. Tôi đang tự hỏi không biết đây là thị màu hay là thị dụng bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Lồng lộn có khác gì lọ lem nhập tịch đâu. Oh my god nịt. Đây, quả màu tiếp theo. Úi dồi ôi. Uệ, 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 uệ. Các bạn có để ý không? Đây. quả màu này là phải lấy hơi xong mới gọi được cơ. Rất bài bản ấy, nhưng mà trông hơi gượng tí. Này thầy Tiêu ơi, em là thị màu. Em không biết đâu. Em cứ bắt đèn. Quả màu này trông thế mà lém lỉnh. Có nét phản diện rồi đây. Một lớp make up. Đeo nhẫn này. Màu này mà post status thì khéo một rổ anh đến xin đổ vỏ đấy chứ. Đẹp gì mà đẹp dữ dằn. Mình nghĩ là quả video này là tầm 7-8 giờ mới on set này. Xong rồi hôm qua bà Quỳnh Thi bà 2 giờ bà mới ngủ nên mắt bà hơi sưng một tí. Ừ xong rồi là có hơi có gọi là gì nhở. Hơi có tí quầng thâm ở đây. Nhưng mà cái đấy không sao. Với Quỳnh Thi nó là một chuyện con dĩn. Oh. Nice. Video tiếp theo. Cái gì chắc anh ơi. Trời ơi, mình có nhìn nhầm không? Mẹ trùng cuối các mẹ ơi. Ồ, anh Long Chun này, trùng cuối. Này thầy Tiêu
Em ơi, tôi xem tôi cứ như bị nhớ con búp bê trong Squid Game ấy nhở. Ui, ánh mắt sắc sảo vậy. Đây 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 đây, vậy tôi biết ngay mà. Lại một màn nhập tịch rồi. Lại bảo không đẹp đi, lại bảo không uyển chuyển đi. Thực sự là xem xong rồi tôi đang băn khoăn không biết đây là hóa thân của thị Mầu hay là mẹ Cám nữa. Cái gì vậy? Mày là con nào? Nhưng mà để mà nói thì quá là sắc sảo, sắc lẹm và xảo quyệt. Anh Long Chung này tôi nghĩ là không có ai vượt qua đâu. Chung cuối rồi. Đây là bạn Jimmy Young. Này thầy thiếu ơi, em là thị Mầu. Em không biết đâu. Màu này là màu ma đói rồi. Ui dồi ôi, hệt trong mấy cái cuốn sách mỏng mà ngày xưa các bác tôi hay đi chùa mang về cho tôi đọc. Về các cõi ở trong nhân gian. Xong rồi có một tầng địa ngục là có những con ma đói. Thì là, đấy, rất là gầy, xong rồi bụng phưỡn ra này. 1910 luôn đấy. Nhưng mà các bạn công nhận không? Ở đời cũng có người này người nọ. Ma thì cũng có ma rít ma rát. Có những ma nó đói kiểu thiếu iốt. Còn ma này là ma đói kiểu nhịn ăn để đi catwalk rồi. Yeah, boy. Như kiểu là có một cái lớp make up nhẹ nhẹ ở đây. Em không biết đâu. Em cứ bắt đèn. Coi mẹ thương. Sao như cầm lúa à? Và cả làng cho em lấy chàng. Nhưng mà quả màu này tôi thấy hiền quá. Ồ, quả này, quả màu này hiền quá với cả chậm quá. Nếu mà để đúng với nguyên tắc thì tôi nghĩ là cần thêm những cái sự đĩ thoã và những cái sự lẳng lơ, những cái sự chanh chua ở đây. Màu này thực sự là tôi thấy là khá là lành. Lơ ngơ thì được, chứ lẳng lơ thì vai diễn này hơi quá sức với cô. Ok, tiếp theo. Thánh biến hình thành ý võ. Ôi, bụng rồi rõ to luôn. Em là thị Mầu. Em không biết đâu. Em cứ bắt đèn. Tôi thấy cái giống thị nở kiểu gì ấy. Đấy, quả nó rồi hơi to ấy. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi nó sủa một hồi. Mẹ đứa nào mà chê tao táng cả cái nồi vào mông. Ôi sổi ôi, đỉnh vãi cả chóp. Và vừa rồi là tất cả những cái màn biến hình chất nhất ở trong cái trend thị Mầu này. Theo mình đánh giá cái này đối với cảm nhận của cá nhân mình thôi, thì cái bản gốc là cái bản mà đỉnh nhất, cái bản mà thực sự là nó mang cái linh hồn của bài hát. Nhưng mà đấy là bài hát của chị Hòa mà. Còn chung cuối thì các bạn cũng biết là ai rồi. Chính xác, nó là mẹ Cám. Còn các bạn thích những cái màn biến hình nào thì các bạn hãy cho mình biết ở dưới phần comment nhá. À đấy, và bây giờ thì mình sẽ lướt qua một số cái comment ở các cái video trước. Bạn Trung Đào comment là 2.... bằng ngoặc ngoặc. Hạnh Thu: thật vui vì có vòi xịt đít. Không biết như nào nhưng mà tôi nghĩ cái vòi xịt đít là một cái phát minh của người châu Á tinh tế mà vĩ đại, mà có lẽ ở tư bản ít người có.